Thủy mê trai 1987 này. Thủy nói Thủy không bao giờ nghỉ học. Thế là sai đấy. Tai nạn vào nghỉ hè. Thủy vào học muộn lớp 12. 3 tháng. Cô Tú à. Lớp 12 là em không biết khảo sát hàm số. Em lên thi đại học, em làm chắc được 0,5 điểm rồi. Cô Tú à, lớp 13 ôn thi đại học, Thủy mới có thời gian nghiên cứu kỹ, vẽ, khảo sát, nhuần nhuyễn. Thấy đơn giản thật.